Forum.vn sẽ vào uy tín hàng đầu Việt Nam với các beta game nhận được 10.000 Robux có cả danh mục random rare siêu xịn, ngại gì mà không vào Forum.vn. Hi, xin chào mọi người, thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn lấy vật phẩm ở trong con game này nhé. Ok, thì trước khi vào game mình muốn nói là mình có một cái group về săn item, thì các bạn có thể vào đây giao lưu, giúp đỡ, hỗ trợ nhau để chúng ta có thể săn được những cái item nhanh nhất có thể. Và mình sẽ là người cập nhật cái thông tin item cho các bạn. Thì link group thì mình sẽ để dưới phần mô tả nha các bạn. Ok, thì cái tựa game này nó vừa mới update một cái vật phẩm limited mới nha các bạn. Thì nhiệm vụ của nó giống y như nhiệm vụ của lần trước luôn, là nhiệm vụ mở trứng các bạn. Thì nhiệm vụ là nó yêu cầu là các bạn đánh boss map 1 và boss map 2, và các bạn phải mở 99 con trứng huyền thoại các bạn. Là 99 con bé huyền thoại thì các bạn cứ treo mở trứng thôi. Thì để mà treo ra trứng huyền thoại nó nhiều ấy, thì khi nào mà bạn nào mà đến được map số 6 nhá, các bạn đến được map số 6 ấy, map có con boss Zeti ấy, là nó sẽ cho các bạn một cái kiểu như là cái kết sắt các bạn. Thì trong cái kết sắt đó nó sẽ cho các bạn mua đồ ngẫu nhiên. Thì cứ 1 giờ hay á, 1 tiếng hay sao các bạn, cứ 1 tiếng là nó sẽ đổi một lần hay sao ấy. Đấy, thì nếu mà bạn nào mà thực sự chơi cái game này và thích game này và chơi mà để săn á, thì các bạn nghiên cứu chỗ cái đó các bạn. Các bạn mua những cái mà cái vuốt á, cái vuốt nó sẽ tăng cái độ may mắn khá là nhiều luôn các bạn. Nó tăng nhiều hơn cái cỏ bốn lá luôn. Lúc trước mình chưa có tới được nên là mình không có biết, nhưng mà sau này mình xem miết á, thì đó các bạn, các bạn ưu tiên mua những cái vuốt ấy, thì cái vuốt đó nó tăng cái độ may mắn khá là nhiều luôn các bạn. Thì các bạn mỗi lần mà các bạn mở bet á, thì các bạn nên trang bị full cái đó vào để các bạn mở bet. Còn nếu mà các bạn đánh boss thì các bạn trang bị full cái đồ đam vào. Thì cái đồ đam thì các bạn nên mua cái song búa nha các bạn. Cái song búa là nó sẽ đam nhiều nhất ở trong cái game này hiện tại các bạn. Chúc các bạn thành công. Nếu thấy video này bổ ích thì đừng quên để lại cho mình một like, một lượt đăng ký. Nhớ bật thông báo chuông để nhận được những video lấy đồ mới nhất từ mình nhé. Bye bye các bạn, và mình là Em Chiêu. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lấy đồ tiếp theo.